Chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học rất vui được gặp lại bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, để có thể tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật canh tác cho bà con, chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 38 hôm nay với chủ đề Sức Mạnh Sinh Học, bông to chắc tới cậy. Các nhà khoa học sẽ trao đổi cùng bà con về biện pháp chăm sóc lúa để cho lúa giàu chắc tới cậy, nâng cao hiệu quả kinh tế. Và chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành thực hiện. Trước hết xin trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia chương trình. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Thạc sĩ Võ Thị Hồng Thủy, Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ Thực vật Kiên Giang. Và thạc sĩ Lê Công Bằng, phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Thưa bà con và các bạn, ngay từ bây giờ bà con nông dân trong và ngoài tỉnh có những thông tin cần trao đổi, hãy gọi đến trường quay của chúng tôi qua các số máy quen thuộc 0772211412, 0772211413. Bên cạnh 3 phần quà dành tặng cho 3 câu hỏi hay qua điện thoại thì chương trình còn có 3 phần quà dành tặng cho 3 câu hỏi hay kèm theo hình ảnh tình huống gửi về cho chương trình. Do đó mà bà con có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho cán bộ kỹ thuật của công ty Tân Thành tại địa phương hoặc là theo địa chỉ bưu điện Tổ tư vấn Sức mạnh Sinh học công ty Tân Thành, số 3165, thị trấn Thành An, huyện Vĩnh Thành, thành phố Cần Thơ. Hoặc là địa chỉ email sucmanhsinhoc@tanthanh.co.vn. Bên cạnh đó, công ty Tân Thành có giải thưởng ảnh tình huống với 3 tiêu chí lựa chọn như sau. Thứ nhất là bà con có nhiều ảnh câu hỏi được chọn công bố trong các chủ đề trực tiếp nhất. Thứ hai, tổng số lượng ảnh tham gia trên tổng số kỳ trong năm nhiều nhất. Và thứ ba, đó là chất lượng ảnh tốt. Công ty Tân Thành sẽ có 3 giải thưởng, đó là 3 chiếc điện thoại di động, chụp ảnh và truy cập Internet tốt được trao cho bà con vào chương trình cuối cùng của năm 2014. Thưa bà con và các bạn, như thường lệ thì mở đầu chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học hôm nay, mời bà con cùng các nhà khoa học theo dõi buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Nông dân Tân Thành để có thể hiểu rõ hơn những vấn đề mà bà con nông dân quan tâm. Những ngày vừa qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thường xuyên có nắng nóng gay gắt, xen kẽ xuất hiện những cơn mưa to, nặng hạt. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch hại phát sinh, phát triển mạnh. Những diện tích nhiễm dịch bệnh, đặc biệt từ giai đoạn lúa trổ đến công trai me, nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, giảm hiệu quả kinh tế của bà con nông dân. Kính thưa bà con, với vai trò là cầu nối giữa nhà nông và nhà khoa học thì hôm nay chúng tôi sẽ ghi nhận những câu hỏi của bà con từ thực tế mình sản xuất đồng ruộng á. Những câu hỏi này chúng tôi sẽ chuyển đến cho các nhà khoa học trong chương trình tọa đàm Sức Mạnh Sinh Học. Thì qua cái chương trình này sẽ giúp cho bà con có thêm lựa chọn được cái giải pháp mà tốt nhất để mình canh tác trên đồng ruộng của mình. Thì mời bà con nào mình có câu hỏi thì mình cứ nêu lên. Xin hỏi vì sao các hạt lúa ở trong cậy thường bị lép hơn những hạt lúa ở ngoài? Lép cậy thường do nguyên nhân gì? Nếu quản lý sâu bệnh tốt thì có giúp lúa no tới cậy không? Biện pháp giúp lúa chắc tới cậy là gì? Vụ này lúa chuẩn bị chỗ, gặp trời mưa lớn, lúa chỗ không tốt và một số bị lép đen. Hiện nay lúa chuẩn bị công trái me, tôi dự định bón pha thuốc chị lem lép hạt và bón hân thêm, cây lúa nó có tốt là không, chắc hay dạo được không? Tôi đã sử dụng Lacasuto được 3 vụ rồi, thấy lúa chắc tới cậy no, và tôi đã giới thiệu cho bà con dùng, và bà con đã mua nhầm hàng nhái gây cháy lá và mất năng suất. Xin hỏi các kỹ sư làm sao nhận diện được hàng thật của công ty Tân Thành? Xin chân thành cảm ơn những câu hỏi của quý bà con. Thì những câu hỏi này sẽ được các nhà khoa học trả lời cụ thể và chi tiết trong cái chương trình tọa đàm Sức Mạnh Sinh Học. Hy vọng là nó sẽ giúp bà con có thêm cái nhiều kinh nghiệm trong cái canh tác và chăm sóc cây lúa trên đồng ruộng của mình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng, thì qua phóng sự vừa rồi, anh Trần Hùng Cường ở xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang có hỏi là nguyên nhân thường dẫn đến lép cậy. Và nhân đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng có thể chia sẻ thông tin về những cái vấn đề chính cần lưu ý khi mà chăm sóc cây lúa để có được bông to chắc tới cậy. Thưa anh Cường cũng như là thưa với lại là bà con nông dân, quý khán giả xem đài thân mến. Bà con biết là cái bông lúa đó thì nó sẽ chín từ cái hạt, từ cái đầu bông rồi chín từ từ vô.
Và những hạt trong cậy đó là thường thường là chín sau cùng. Đó là đặc điểm chính từ những hạt đầu bông chín vô cho tới những hạt trong cậy. Thì bà con chúng ta cần nắm cái vấn đề đó. Cái vấn đề thứ hai đó là lép, là nói chung là chữ lép đó, là nó tùy theo giống. Như vậy là có giống sẽ lép nhiều, có giống sẽ lép ít. Đặc điểm giống, thí dụ cái giống nó bông nó to quá thì nó không thể là nó vào chắc hết nó cậy được. Là có giống sẽ có những tỷ lệ lép nhiều, tỷ lệ lép ít. Nó cứ dính líu tới vấn đề là khoe bông với dấu bông. Mà nếu khoe bông với dấu bông thì nó lại liên quan tới cái thời tiết. Trong cái giai đoạn lúa trổ đó, mà nếu mà cái cây lúa của chúng ta mà nó bị tác động bởi là thời tiết là bị gió, gió nó rơi đẩy cái hạt phấn nó không có vào trong cái nướm nhụy cái, và hoặc là bị nhiệt độ nó cao quá, thành ra cái sức sống nhụy phấn nó sống được nó chết đi. Ảnh hưởng của thời tiết, gió, mưa, bão, rồi nhiệt độ là đều ảnh hưởng tới cái sức sống nhụy phấn hết. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó là cái mùa vụ. Thí dụ như là trong Nam chúng ta thì vụ đông xuân nắng ráo, là lúc đó là cái lúa trổ trời quang mây tạnh, nắng tốt, nhiệt độ tốt, thành ra là tỷ lệ nó đậu rất là cao, lép nó ít. Nhưng mà hè thu là mưa gió bão nhiều, và nó hay là bị ảnh hưởng tới thời tiết, thành ra là lép nó cao hơn đó. Và một cái nữa là vấn đề dinh dưỡng. Thí dụ trong cái giai đoạn mà chúng ta cái lúa nó trổ đó mà nó thiếu dinh dưỡng đó, thì nó cũng không nuôi được những hạt chắc tới cậy. Dinh dưỡng rất là quan trọng, thành ra phải giải quyết cái bài toán làm sao đó có cân đối dinh dưỡng. Và đặc biệt là cái ba cái lá đồng, bà con biết là từ lúc lúa lập đồng trở đi, cây lúa cần ánh sáng nhiều nhất. Và đặc biệt là cái quá trình quang hợp nó sẽ tích lũy cái tinh bột đưa vào trong hạt gạo. Và cái màu xanh bền, xanh sáng, xanh lâu của ba lá đồng nó quyết định cái độ chắc tới cậy, độ vào gạo của cái bông lúa, và đặc biệt là vào chắc tới cậy. Nếu mà lúc mà những cái hạt ở trong cậy mà nó chưa no, mà cái lá nó xuống màu, tức là nó thiếu màu xanh, thành ra cái quá trình mà quang hợp á, là nó sẽ kém đi. Kém đi thì cái điều kiện đó là nó không có vào gạo được. Thành ra là cái nguyên nhân cũng rất là quan trọng là vào giai đoạn cuối vụ đó, ba cái lá đồng nó bị thiếu dinh dưỡng, nó bị vàng, hoặc là chúng ta không có đảm bảo đủ cái tình trạng nước. Và một cái điểm nữa là ở đây cũng rất là quan trọng là chúng ta phải bảo vệ ba lá đồng. Và cái quản lý dịch hại trong giai đoạn cuối này đó, bằng mọi cách là bảo vệ ba cái lá đồng còn nguyên vẹn, để cho nó có cái diện tích lá nó quang hợp nhiều nhất để tạo nên năng suất lớn nhất. Nếu ba cái lá đồng trên cùng mà bị hư, bị rách, rồi bị bệnh, bị vết bệnh, vân vân, là nó sẽ ảnh hưởng tới quang hợp. Và một cái rất quan trọng là cái đường dẫn, là nước và dinh dưỡng từ dưới lên đó, là đừng có bị nghẽn. Thí dụ như bị đậu ôn cổ bông, đậu ôn cổ vé, hay là bị con sâu đục thân nó cắn ngang, và như vậy là không có cái cách gì mà đưa vận chuyển lên, cắt chắc lên để mà giúp trong cái quá trình mà nó tạo nên quang hợp, thành ra nó ảnh hưởng rất là nhiều. Tóm tắt lại là cái vấn đề mà tỷ lệ đậu hay tỷ lệ lép đó, ảnh hưởng rất là lớn đến thời tiết, đến giống, đến nước, đến dinh dưỡng, đến ánh sáng. Lúc đó trời quang mây tạnh thì tốt, hoặc là cái độ xanh bền, xanh sáng, xanh lâu của ba lá đồng. Và đặc biệt là cần phải quản lý dịch hại, bảo vệ ba lá đồng trên cùng. Biện pháp mà giúp lúa chắc tới cậy là gì? Đó là chúng ta thường đi thăm đồng thường xuyên. Chúng ta giải quyết những cái bài toán, nếu mà thiếu một trong những yếu tố chúng tôi vừa nói đó, là chúng ta phải giải quyết cân đối hợp lý, và đặc biệt là chúng ta phải giải quyết phòng trừ dịch hại tổng hợp để bảo vệ ba lá đồng trên cùng, để giúp cho cái quang hợp mà cho nó thật tốt, để mà nó chắc tới cậy. Chúc bà con thành công. Cảm ơn những thông tin chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Thưa Thạc sĩ Lê Công Bằng, hiện nay thì trên thị trường đã xuất hiện các cái hàng giả, hàng nhái hiệu Lacasoto của công ty Tân Thành. Như vậy thì Thạc sĩ có thể tư vấn cho bà con làm như thế nào để có thể nhận diện được Lacasoto chính hãng của công ty? Xin thưa quý khán giả thân đài, thì hiện nay tình trạng mà hiện nay công ty chúng tôi cũng đang có nhức nhối đó, là cái chỗ hiện nay trên thị trường chúng tôi quan sát được có hơn 30 loại sản phẩm nhái sản phẩm Lacasoto của công ngành chúng tôi. Để cho bà con nhận dạng đúng loại thuốc của công ty chúng tôi để được cái hiệu quả năng suất cao, tránh trường hợp mà mua loại thuốc hàng nhái hàng giả đó dùng về phun sẽ gây thiệt hại về năng suất. Thì trường hợp này thì bà con nào đã sử dụng qua cái trường hợp Lacasoto hàng nhái hàng giả thì sẽ thấy được cái chuyện đó rõ nhất. Để cho bà con thuận tiện cũng như là dễ nhận biết sản phẩm Lacasoto Tân Thành chúng tôi, thì chúng tôi có những đặc điểm sau cùng khuyến cáo bà con. Thứ nhất, đây là sản phẩm Lacasoto 4SB. Đây là cái sản phẩm dạng thuốc điều hòa sinh trưởng chứ không phải là thuốc dạng phân bón lá. Thứ hai nữa là đây là thuốc dạng bột chứ không phải là dạng nước. Bột thì công ty chúng tôi hiện nay có hai cách, là cách 10g và 100g.
À, bên cạnh đó là đây là cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phân phối tại thị trường Việt Nam. Nói vậy thì cũng rất khó cho bà con để nhận biết và cũng để nhớ. Thì chỉ một cái điều lưu ý cho bà con để con nhớ rõ và chính xác cái sản phẩm, thì cứ ra tiệm mình ở sản phẩm La Casuto của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành, địa chỉ là 3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh phân phối, đó là hàng La Casuto thật. Còn nếu ra La Casuto nào mà nếu mình thấy không phải do công ty Tân Thành phân phối thì đó là những hàng giả, hàng nhái, chỉ cần một đặc điểm là do công ty Tân Thành thôi, thì đó sẽ cho bà con tiện nhớ và dễ tìm được cái sản phẩm nó chính xác hơn. Thì cũng hy vọng rằng là nhớ cái sự nhận biết đơn giản đó là sẽ giúp cho bà con mình chọn được cái sản phẩm La Casuto chính hiệu và giúp cho bà con mình quá trình phun xịt nó được diễn ra tốt hơn và giúp ta có được năng suất hơn, thì để không thôi chúng ta sẽ mang cái chuyện là tiền mất tật mang. Xin kính chào. Dạ. Cảm ơn thông tin của thạc sĩ Lê Công Bằng. Thưa thạc sĩ Võ Thị Hồng Thủy, thì với câu hỏi của anh Mai Văn Cần Được ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, thì mời thạc sĩ có thể tư vấn giúp cho anh. Chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Rất là cảm ơn cái ý kiến của anh Được ở trong câu lạc bộ Tân Thành. Chúng ta thấy rằng là vụ hè thu mưa bão nhiều, thì như tiến sĩ Mai Thành Phụng vừa phân tích đó, thì là cái ngoài cái yếu tố thời tiết rồi nắng nóng làm cho cái lúa bị hạt nó lép lem, thì còn một cái yếu tố mà rất là quan trọng đó là cái mưa gió nhiều thì cái dịch bệnh tấn công thì cái hạt lúa nó sẽ bị hiện tượng lép rất là nhiều. Do đó mà chúng tôi cũng thống nhất với anh Được là chúng ta khi mà lúa trổ, chuẩn bị trổ lác đác thì chúng ta nên phun phòng ngừa bệnh lem lép hạt. Rồi hoặc là lần thứ hai là khi lúa trổ đều chúng ta phun lại lần nữa, bởi vì trong cái điều kiện thời tiết mưa gió vụ hè thu thì rất là bất lợi và nấm bệnh dễ tấn công cái hạt lúa hơn. Và theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì chúng ta thấy là có hơn 12 loại nấm bệnh tấn công cái hạt lúa làm cho cái hạt lúa bị lép, bị lem. Ngoài ra còn vi khuẩn, rồi còn các loại côn trùng chích thúc nó cũng gây hại cho, làm cho cái ảnh hưởng đến cái hạt lúa nữa. Do đó thì chúng ta nên phun ngừa bệnh lem lép hạt, và anh có thể là phun những cái loại thuốc đặc trị hỗn hợp có thể vừa trị được nấm vừa trị được vi khuẩn, thì như vậy nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng lem lép hạt trên lúa trong cái giai đoạn trổ. Nhưng mà cái ý kiến thứ hai của anh là anh có nên bón thêm phân cho lúa tốt lại hay không, thì cái vấn đề này theo những nghiên cứu gần đây thì cho thấy là chúng ta bón phân nuôi hạt, tức là khi mà những cái ruộng mà bà con nông dân có bón phân đạm thêm ở cái giai đoạn nuôi hạt thì trong cái điều kiện mưa gió thì nó lại bệnh nặng hơn, bởi vì phân đạm góp phần vô làm cho nó nguồn thức ăn nuôi cái nấm bệnh, góp phần cho cái bệnh nặng hơn. Do đó thì chúng tôi không đồng ý là chúng ta phun thuốc đặc trị bệnh lem lép hạt mà lại kết hợp với phân bón. Chúng ta phun thuốc đặc trị bệnh lem lép hạt thì theo nguyên tắc 4 đúng, tức là khi phun thì phun thuốc đặc trị không có phối trộn với các cái phân bón nào cả. Và còn cái nữa là hạt lúa có giàu chắc được hay không, thì chúng ta sẽ dùng cái giải pháp tổng hợp mà giáo sư Mai Thành Phụng đã chuyển giao cho bà con nông dân ở cái giai đoạn đầu, ở cái câu đầu. Rồi chúng ta sẽ kết hợp với việc phun phòng ngừa bệnh lem lép hạt trong cái dây bằng những cái loại thuốc đặc trị theo nguyên tắc 4 đúng, thì chúng ta sẽ làm cho cái hạt lúa chắc hơn và sẽ cho năng suất cao hơn. Còn cái việc mà ngoài ra thì thạc sĩ Bằng cũng vừa tư vấn đó, có những cái sản phẩm của công ty Tân Thành sẽ giúp giào gạo nhanh hơn, thì như vậy là chúng ta sẽ bảo vệ được cái lượng hạt chắc nhiều hơn và cái bảo vệ được năng suất lúa trong cái vụ hè thu này. Một số thông tin xin trao đổi cùng bà con nông dân và anh Được. Xin kính chào. Dạ, cảm ơn những thông tin trao đổi của thạc sĩ Võ Thị Hồng Thủy. Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm nhái theo sản phẩm La Casuto chính hiệu của công ty Tân Thành, khi xịt vào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lúa. Bà con nông dân hãy chú ý những đặc điểm sau để chọn mua La Casuto chính hiệu, giúp vô gạo nhanh, chắc tới cày, xanh lá đồng. La Casuto chính hiệu là thuốc tăng trưởng sinh học, không phải phân bón lá, là dạng bột, không hề có dạng nước, phải có logo Tân Thành. Là sản phẩm của công ty Tân Thành và do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành độc quyền phân phối tại Việt Nam. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Thưa bà con và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi có kèm theo hình ảnh tình huống gửi về của bà con. Và sau đây trả lời câu hỏi cho anh Lê Hoàng Buôn ở Dị Thủy, Hậu Giang.
Anh hỏi là lúa của anh đã chín 2/3 bông, nhìn hạt lúa rất sáng và đẹp. Còn khoảng 15 ngày nữa thì thu hoạch, nhưng mà lúa lại bị đổ, như vậy sẽ mất năng suất lúa. Anh có thể dựng lúa bằng cách là cột chúng lại với nhau, sau đó phun thuốc dưỡng cho mau vào gạo và chín sớm được hay không? Có ảnh hưởng chất lượng hạt gạo ăn sau này hay không? Câu hỏi của anh Buôn, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng có thể tư vấn giúp cho anh Buôn ạ. Anh Buôn thân mến, việc thứ nhất là lúa đã chín 2/3 bông nhưng mà bị đổ. Như vậy là cái việc canh tác chúng ta phải xem lại. Quy trình canh tác của chúng ta nó có cái gì đó nó chưa có hợp lý 100%. Thành ra chúng ta rút kinh nghiệm như vụ sau là phải giải quyết cái bài toán là xạ thưa, xạ hàng, bón phân cân đối hợp lý, đặc biệt là không bón thừa phân đạm, tìm mọi cách để làm sao mà giúp cho lúa cứng cây không đổ ngã, rút nước giữa vụ chẳng hạn. Đó, đại khái như thế thì giải quyết cái bài toán này, hoặc có thể khi cần thiết anh bổ sung những chất cứng cây, thí dụ như kali, canxi, silic. Đó, đó là cái việc chúng tôi nói rút kinh nghiệm vụ sau. Bây giờ cái vụ này đã xảy ra rồi thì bây giờ không phải là tôi có thể dựng lúa bằng cách cột chúng với nhau, nhưng là tôi nên hoặc là tôi phải làm. Vậy là thành ra tôi chữa chỗ này là nên làm. Việc dựng lúa lên á là nó rất là hay. Vì thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái việc tiếp tục quang hợp, lấy ánh sáng mặt trời quang hợp để cho nó chắc tới cậy. Nếu mà nó nằm mẹp xuống hết á thì lá này nó che lúa kia, lá kia, thành ra nó không lấy ánh sáng được. Thành ra cột lên thì đầu tiên hết là nó đỡ lép. Cái vấn đề thứ hai nữa là nếu mà ruộng mà bị ngập nước, mà nếu anh không cột lên á thì nó hạt giống nó nằm trong nước á thì cái những hạt chín rồi á nó lên mọng, nó thất bại, nó xuống màu là chất lượng nó kém. Thành ra là cái việc cột lên là cái việc mà nên làm, và nếu mà gọi là bắt buộc thì cũng đúng đó. Và bây giờ vấn đề phun thuốc thì chúng tôi xin can với anh như thế này nè, không phun thuốc mà có những cái chất đạm nhiều quá là bây giờ cái ruộng của anh, cái lá của anh nó dư phân rồi. Thành ra là lúc này nên sự xài cái từ là phun những cái chất mà giúp cho nó vào gạo nhanh, chứ không phải là thuốc dưỡng nữa. Đó là anh xài kali, xài kích kháng, xài sinh học, thí dụ Lacosuto. Cái hoạt chất Lacosuto là nó không, hoàn toàn nó không có phân đạm trong đó. Nó chỉ giúp cho là kéo dài được cái màu xanh của ba cái lá đồng trên cùng, và nó giúp cho là chắc tới cậy. Thành ra là nên sử dụng những cái hoạt chất nó có tính sinh học và kích kháng, mà không xài những cái chất mà nó có hóa học dư đạm rồi. Thành ra nó sẽ không tốt cho cái trường hợp mà lúa anh đổ ngã. Và một lần nữa xin rút kinh nghiệm là cái vụ sau đó chúng ta là giải quyết cái bài toán ra làm sao đó hạn chế bón phân đạm, giải quyết tất cả những giải pháp còn lại như chúng tôi đã nói đó để tránh đổ ngã, thì là chặn từ gốc. Là chúc anh Bôn thành công, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng. Còn đối với trường hợp của anh Phạm Văn Hùng ở Tân Hiệp, Kiên Giang thì anh cho biết là lúa của anh đang giai đoạn cong trái me, đỏ đuôi nhưng bị bệnh cháy bìa lá gây hại, làm cho hạt lúa chậm chín và vào gạo chậm. Anh hỏi là Lacosuto 4SB của công ty Tân Thành phun trong trường hợp này thì có cải thiện được tỷ lệ vào gạo của hạt lúa hay không? Mời Thạc sĩ Bằng. Xin chào anh Hùng, xin chào bà con xem đài. Thì trường hợp cái ảnh anh cung cấp chúng tôi thì tôi thấy cái ruộng của anh là hiện nay là bị cháy lá rất nặng rồi. Tôi thấy thì hình như là hoàn toàn 100% bị cháy lá, và hầu như là tất cả các lá đài đều bị hết. Thì chắc chắn một điều là chia sẻ buồn cùng anh là cái năng suất anh sẽ bị thiệt hại. Anh cũng nên là cải thiện bằng cách là phun Lacosuto, giống như anh hỏi có nên hay không thì chúng tôi cũng khẳng định là nên, tại vì những phần xanh còn lại chúng ta kích thích Lacosuto vô giúp cho quá trình hoạt động diễn ra tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thì lúc đó cải thiện được những hạt chắc trên bông của anh. Cũng một lưu ý với anh là nếu trường hợp mà chúng ta có phun Lacosuto giai đoạn này thì cũng hạn chế sử dụng phân bón, đặc biệt nhất là cái phân bón qua lá mà có hàm lượng đạm cao, tại vì nếu mà phân bón lá hàm lượng cao thì nó giúp cho quá trình cái bệnh chúng ta sẽ tái nhiễm. Tại vì tôi xem quan sát trên hình thì cái bệnh cháy bìa lá của anh nó đã khô rồi, thì lúc đó thì cũng anh yên tâm một phần. Và anh cũng lưu ý thêm là anh quan sát theo dõi, nếu mà trường hợp mà trong thời tiết diễn ra 2-3 ngày mà mưa liên